quý vị, thưa các bạn, tình hình mưa lũ sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Các con số thiệt hại liên tục được cập nhật và cho đến cuối giờ sáng ngày hôm nay thì mưa lũ sạt lở đất đã làm 7 người thiệt mạng, 8 người mất tích và nhiều người bị thương. Mưa lũ cũng cuốn trôi 47 ngôi nhà, gần 300 hộ gia đình phải di rời khẩn cấp. Những thiệt hại về hoa màu chăn nuôi cho đến nay thì chưa thể thống kê được, chỉ chắc chắn một điều là thiệt hại rất lớn. Trong đó thì Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang là những địa phương chịu tổn thất nhiều nhất. Các tuyến đường quốc lộ từ Lào Cai đi Lai Châu bị sạt lở hư hỏng nghiêm trọng, giao thông ách tắc và nhiều khu vực dân cư đang bị chia cắt cô lập hoàn toàn. Và sau đây sẽ là những hình ảnh mới nhất được chúng tôi ghi nhận tại Lai Châu. Tại Lai Châu, thiệt hại nặng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên các tuyến đường đoạn đi qua xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, xã Bắc Ta, huyện Tân Uyên và xã Phúc Than, huyện Than Uyên. Đất đá sạt lở tại nhiều vị trí với khối lượng rất lớn, kèm theo nước mưa và nước suối chảy tràn trên nền, mặt đường, phá hủy kết cấu công trình giao thông, gây ách tắc từ rạng sáng ngày hôm qua. Dự kiến phải chiều tối nay và ngày mai mới có thể thông xe. Riêng quốc lộ 4H sạt lở lớn trên toàn tuyến Mường Nhé, Bắc Bà, Mường Tè, Ba Tầng. Riêng tại km 303+460 sạt lở đứt đường đầu cầu dài khoảng 35m, giao thông trên tuyến ách tắc hoàn toàn. Hiện nay, ngành giao thông vận tải tỉnh Lai Châu đang nỗ lực khắc phục sự cố để thông xe trong thời gian sớm nhất.